Vào tối mùng 2 tháng 10 tại khách sạn Sentra Grand Bangkok, Thái Lan, lễ trao giải thưởng TTG Travel Awards 2014 đã được tổ chức. Công ty du lịch Viet Travel Việt Nam đã được vinh danh với hạng mục giải thưởng Best Travel Agency, công ty du lịch tốt nhất ở Việt Nam. Viet Travel là một trong những công ty lữ hành tốt nhất ở các quốc gia châu Á và đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh lần thứ tư liên tiếp tại giải thưởng TTG Travel Awards. Giải thưởng TTG Travel Awards được khởi động từ năm 1989 và trở thành sự kiện thường niên do báo TTG Asia tổ chức. Đây là tờ báo thương mại lữ hành hàng đầu chuyên về ngành kinh doanh lữ hành khách sạn, hãng hàng không ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc doanh nghiệp du lịch Việt Nam đạt những giải thưởng quốc tế như là TTG Awards cho thấy doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã chủ động tham gia sân chơi quốc tế, cùng hội nhập và tìm kiếm thị trường trong thời buổi khó khăn. Trong kế hoạch 5 năm từ 2015 đến 2020, mục tiêu Viettravel sẽ trở thành công ty du lịch đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam.